Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, ông Nguyễn Phú Trọng lại vắng mặt tại lễ mừng Quốc Khánh. Thưa quý vị và các bạn, người đứng đầu Phủ Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng hiện đang ngồi hai chiếc ghế quyền lực nhất Việt Nam và hưởng hàng chục khoản lương béo bở từ những chức vụ mà ông ta đang nắm giữ. Nhưng vẫn bặt vô âm tín lặn quá sâu không thấy sủi tăm hơi ở những nơi đáng lẽ ông phải có mặt để chỉ đạo hoặc chí ít cũng phải có mặt cho phóng viên báo đài quay phim chụp hình để lên sóng của Ban tuyên giáo cho đúng thủ tục nghi thức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hôm 29 tháng 8 tại buổi lễ kỷ niệm 75 năm Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, người ta chỉ thấy một mình ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chủ trì sự kiện, có sự tham gia của đại diện các cơ quan ngoại giao quốc tế tại Hà Nội. Buổi lễ còn có sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội và bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước. Bản tin trên báo Nhà nước cho thấy từ đầu đến cuối buổi lễ ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vắng mặt. Tuy nhiên, các báo không cho biết là nguyên do người đứng đầu Phủ Chủ tịch không đến dự. Đây được coi là sự việc bất thường vì theo thông lệ thì việc chủ trì lễ mừng Quốc Khánh là của Chủ tịch nước, người nắm giữ vai trò đứng đầu nhà nước về đối diện và đối ngoại. Gần đây nhất, ông Trọng xuất hiện trên truyền thông nhà nước là cách đây nửa tháng trong bản tin nói ông điện đàm với Tổng Bí thư Lào về tình hình quan hệ song phương. Thời điểm đó, bản tin đăng trên báo Chính phủ đăng kèm hình ảnh nhiều khả năng là hình tư liệu của Nguyễn Phú Trọng đang ngồi điện đàm. Nhà hoạt động Phạm Minh Vũ bình luận trên trang Facebook cá nhân, Nguyễn Phú Trọng là Chủ tịch nước nguyên thủ một quốc gia lại tiếp tục vắng mặt trong những dịp quan trọng như thế này là một điều thiếu sót vô cùng lớn. Trong khi đó thì Việt Nam cần vận động quốc tế ủng hộ lập trường của Việt Nam về Biển Đông, đồng thời kêu gọi bác bỏ những yêu sách của Trung Cộng trên các vùng thuộc chủ quyền của Việt Nam. Đề cập đến sự kiện Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vừa từ nhiệm do tự trọng thấy mình bệnh tật không đủ sức khỏe để điều hành đất nước, ông Minh Vũ viết thêm rằng một khi không đủ sức khỏe và gánh vác thì nó hại mình, hại người. Với quyền lực tối cao như ông Nguyễn Phú Trọng thì thật ra rất tai hại. Nó hại cả một dân tộc, làm cho đất nước bị điêu linh. Đến nay sau hơn một năm kể từ vụ đột quỵ ở tỉnh Kiên Giang, do đi đứng ngày càng khó khăn thì ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được miễn lễ trong thủ tục đi viếng lăng Hồ Chí Minh nhân các ngày lễ và sự kiện của Đảng, Chính phủ Cộng sản Việt Nam. Ông cũng gần như không xuất hiện tại bất kỳ buổi lễ nào diễn ra ngoài hội trường. Lần vắng mặt gần đây và những lời bàn tán gần nhất của ông Trọng là trong quốc tang dành cho cựu Tổng Bí thư Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu hôm 14 và 15 tháng 8, dù ông ôm đồm cả chức trưởng ban tang. Hồi Quốc Khánh năm ngoái, báo VN Economy đưa tin ông Trọng kỷ niệm sự kiện này bằng cách cho phóng viên chụp hình ông tạo dáng trong khuôn viên khu di tích Hồ Chí Minh ngay tại Phủ Chủ tịch. Thưa quý vị và các bạn, ý kiến nói Thủ tướng Shinzo Abe sáng tạo về sách lược ngoại giao và là người năng động, quyết đoán, khéo dùng người. Trong bài viết đăng trên BBC News, tiến sĩ John Newson từ Viện Nghiên cứu Chatham và Đại học Cambridge nhận xét đối với những người chỉ trích mình, ông Abe thể hiện thái độ của một thế hệ có tuổi tác bảo thủ và không muốn đề cao hồ sơ thời chiến của Nhật Bản, đồng thời và theo đuổi một chính sách đối ngoại có khả năng gây rắc rối và quyết đoán. Đối với những người ủng hộ mình, Thủ tướng đã nâng cao vị thế toàn cầu của đất nước, hiện thực hóa lợi ích quốc gia của mình bằng cách làm hài hòa tham vọng chính đáng với vai trò là nền kinh tế thứ ba thế giới. Trên thực tế thì cả hai hình ảnh về ông Abe đều đúng. Theo tiến sĩ John Nixon, đánh giá rằng chương trình nghị sự theo chủ nghĩa dân tộc của ông Abe chủ yếu tập trung vào nội địa. Ngược lại, trong các vấn đề đối ngoại, dù trong chính sách an ninh hay kinh tế thì ông Abe là một người theo chủ nghĩa thực dụng. Đó là một vị thủ tướng ở bên Nhật Bản cảm thấy sức khỏe của mình không đủ yếu, không đủ khỏe và sức khỏe của mình đang yếu thì đã xin từ chức trở về để an thú điền viên tuổi già.
không như ông Nguyễn Phú Trọng ở Việt Nam đi đứng không nổi, nằm ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà và ở nhà nhiều hơn ở cơ quan. Ông ta chỉ xuất hiện một tháng chắc khoảng một lần như thế thôi, bởi vì trong suốt 16 tháng qua thì ông xuất hiện khoảng 11 đến 12 lần trên truyền hình. Và những lúc đó thì ông chỉ quay ngang từ hông lên mà thôi, chứ chân của ông thì hầu như không được xuất hiện, bởi vì được cho biết là tình hình sức khỏe của ông là bị hai chân bị liệt và đi lại rất là khó khăn, và đi lại thì phải có người dìu, vì vậy ông xuất hiện rất ít. Sức khỏe của ông thì cực yếu, bây giờ đã 76 tuổi rồi nhưng vẫn tham quyền cố vị, vẫn giữ hai chiếc ghế quyền lực nhất ở Việt Nam hiện nay và nhận trên dưới 10 lương vì những công việc liên quan mà ông đang nắm giữ. Và không như ở Nhật Bản thì ông Abe, ông đã củng cố liên minh hiện có và đáng chú ý nhất là đối với Hoa Kỳ. Và tất cả những công việc của ông làm là vì nhân dân, vì đất nước của Nhật Bản, chứ không vì bản thân của ông. Ông cũng không đốt củi và chống phe nhóm giống như ông Nguyễn Phú Trọng. Hoa Kỳ và Nhật Bản thì là hai nước cũng rất khăng khít với nhau trong chuyện kinh tế cũng như quân sự, và phát triển quan hệ đối tác với các bên khu vực và toàn cầu. Cả các nền dân chủ và các chế độ toàn trị độc lập với khuynh hướng ý thức hệ của các nước đó. Việc đổi mới chính sách đối ngoại của ông Abe được kết hợp với hàng loạt các sáng kiến thương mại song phương và mạnh bạo, và thủ tướng cũng phải đối đầu với các đơn vị bầu cử chính trị chủ chốt trong nước và đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp. Ông đóng vai trò quyết định trong việc củng cố hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP-11, đàm phán thành công một hiệp định thương mại đột phá với Liên minh châu Âu vào năm 2019 và đàm phán một thỏa thuận tài chính và phát triển với Trung Quốc trong năm 2018. Theo tiến sĩ John Nixon thì cho rằng ông Abe có lý khi mà nhận thức sâu sắc về mối đe dọa chiến lược do Trung Quốc gây ra, nhưng không để thực tế này chặn các cơ hội thực dụng với Chủ tịch Tập Cận Bình. Trong khi đó thì ông Abe theo học giả này thì nên được ghi nhận là người thành công trong việc duy trì mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Donald Trump, và vì ông đã sử dụng ngoại giao như một công cụ để đối phó với số chiến thuật áp đảo của Tổng thống Hoa Kỳ. Abe là một nhà sáng tạo về sách lược ngoại giao và thể hiện năng lực tư duy chiến lược, đánh dấu sự khác biệt rõ rệt so với các thủ tướng tiền nhiệm. Những người thường phản ứng với các sự kiện bên ngoài hoặc có xu hướng thụ động đi theo sự dẫn dắt của Washington, tiến sĩ John Nixon nhận định. Giáo sư Trần Văn Thọ từ Tokyo đã nhận xét đôi điều về Thủ tướng Shinzo Abe trên Facebook cá nhân của mình. Ông Abe có vẻ già đi nhiều, nét mặt trông mệt mỏi, kết quả của những ngày chiến đấu với bệnh tật vừa làm tròn trách nhiệm của người lãnh đạo tối cao trước các vấn đề trọng đại của đất nước. Các trình bày của ông về lý do từ chức, về tâm tình là phải để dở dang nhiều kế hoạch, thái độ xin lỗi quốc dân toát ra được tinh thần trách nhiệm của một vị lãnh đạo. Giáo sư Thọ nói ông đặc biệt ấn tượng về mấy đoạn trong bài diễn văn mà ông Abe đọc hôm 28 tháng 8 vừa qua, trúng vào ngày ông Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị bắt. Về chính trị thì điều quan trọng nhất là phải đưa ra kết quả từ ngày bắt đầu chính quyền. Tôi đã nói như thế, và trong 7 năm 8 tháng vừa qua, tôi đã đem hết tinh thần và sức lực để đưa ra kết quả, và bây giờ thì mang bệnh và phải trị liệu. Tôi không thể để xảy ra các trường hợp trong lúc khổ sở vì thể lực không còn được toàn vẹn, có thể bị sai lầm trong phán đoán chính trị hay không đưa ra được kết quả đó. Và do đó tôi đã phán đoán là nếu không còn đáp ứng với sự phó thác của quốc dân, tôi không nên tiếp tục giữ vị trí một thủ tướng. Trong 7 năm 8 tháng, tôi đã cố gắng đối phó trước nhiều thử thách, rất tiếc còn nhiều kế hoạch phải bỏ dở, nhưng đồng thời cũng đạt được thành quả về nhiều vấn đề. Những cố gắng và thành quả được đạt được là nhờ sự tin cậy, sự khích lệ của quốc dân đồng bào qua các cuộc tuyển cử. Nhưng được sự ủng hộ như vậy mà tôi phải tự chấm dứt nhiệm vụ sớm một năm trong lúc việc thực hiện nhiều chính sách còn dang dở. Và đại dịch virus Vũ Hán vẫn còn, tôi thành thật xin lỗi quốc dân đồng bào. Không giải quyết được vấn đề người Nhật bị bắt cóc về Triều Tiên là nỗi khổ tâm
cùng cực của tôi. Việc ký hiệp ước hòa bình với Nga hay việc sửa đổi hiến pháp cũng chưa thực hiện được mà tôi phải rời nhiệm vụ thì thật là một nỗi đoạn trường, ông Abe nói hôm 28 tháng 8. Giáo sư Trần Văn Thọ mô tả Thủ tướng Abe là người năng động, quyết đoán, khéo dùng người, thấy được các vấn đề lớn và biết cách giải quyết dù không phải lúc nào cũng thành công hoàn toàn. Mới lên cầm quyền từ cuối năm 2012 đã đưa ra những chiến lược phát triển kinh tế thích đáng và phần lớn là rất khả thi. Vài nội dung chưa được thực hiện nhưng kinh tế Nhật Bản đã được cải thiện rất nhiều. Còn về đối ngoại thì ông Abe đã làm tăng uy tín của Nhật Bản trên vũ đài quốc tế nhờ chính sách ngoại giao năng động. Trong gần 8 năm đã đi công du hơn 100 nước và do cá tính dễ gần gũi với các lãnh đạo thế giới, Thủ tướng Shinzo Abe và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng có mối quan hệ thân thiết, giáo sư Trần Văn Thọ bình luận. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công an nói về sai phạm về cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi với 35.000 tỷ Việt Nam đồng không chịu được mưa nắng. Bộ Công an nhận định chủ đầu tư dự án cao tốc 34.500 tỷ Việt Nam đồng mắc nhiều sai phạm về đấu thầu và thi công kỹ thuật khiến cho tuyến đường này bị hư hỏng khi sử dụng. Bộ Công an vừa có báo cáo kết quả điều tra xử lý vụ án vi phạm quy định về đấu thầu và đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Cơ quan điều tra đã chỉ ra nhiều sai phạm trong đấu thầu và thi công kỹ thuật khiến cho dự án cao tốc 34.500 tỷ Việt Nam đồng bị hư hỏng sau khi thông xe. Kết luận nêu chủ đầu tư dự án là Tổng công ty Đầu tư Phát triển Cao tốc Việt Nam VEC, chọn được một số nhà thầu tại Hàn Quốc, Trung Quốc và Tây Ban Nha có đủ năng lực theo quy định. Tuy nhiên, khi thi công tuyến cao tốc thì chủ đầu tư đã chấp thuận để nhiều đơn vị trong nước tham gia thi công không qua đấu thầu công khai. Trong số 13 gói thầu của công trình, chủ đầu tư đã chia nhỏ để cho các doanh nghiệp trong nước thi công, có đoạn còn được giao cho nhà thầu phụ không đủ năng lực thực hiện. Kết quả điều tra cũng xác định một số lý trình chỉ khoảng 1 km nhưng được chia cho 4 đơn vị khác nhau cũng thực hiện khâu thi công. Việc chia nhỏ gói thầu khiến cho các đơn vị không kiểm soát được chất lượng của công trình. Và ngoài ra, Bộ Công an cũng kết luận VEC thuê một số đối tác ở Mỹ, Nhật Bản chịu trách nhiệm tư vấn giám sát dự án. Tuy nhiên, cơ quan chức năng ghi nhận tại công trường chỉ có một số kỹ sư nước ngoài làm việc, còn lại chủ yếu là kỹ sư người Việt không đủ năng lực, kinh nghiệm. Cao tốc thì không chịu được mưa nắng. Bộ Công an còn kết luận đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi là công trình trọng điểm, kinh phí đầu tư rất lớn nhưng chủ đầu tư, nhà thầu và tư vấn giám sát không tuân thủ quy định của pháp luật về xây dựng. Sai phạm khiến cho các việc thi công, nghiệm thu công trình trước khi khai thác sử dụng không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, từ đó tuyến đường đã không đảm bảo chất lượng gây hư hỏng khi xe lưu thông. Theo Văn viện Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải thuộc Bộ Giao thông Vận tải, các lớp nền móng mặt đường thuộc giai đoạn 1 của dự án không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật. Đây là nguyên nhân khiến cho cao tốc 34.500 tỷ chi chít ổ gà, nứt gãy, đặc biệt các đoạn thi công kém chất lượng bị hư hỏng khi gặp nắng nóng kéo dài hay mưa đột ngột. Bộ Công an cũng nhận thấy đủ căn cứ xác định việc xây dựng ở giai đoạn 1 của dự án không đảm bảo chất lượng, nguyên nhân do chủ đầu tư, ban quản lý dự án và nhà thầu không tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng, hành vi của một số người tại đơn vị này đủ dấu hiệu của phạm tội quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 298 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, Bộ Công an kết luận. Đến nay thì Bộ Công an đã khởi tố 19 bị can liên quan đến vụ án, trong đó thì ông Lê Quang Hào, Tổng Giám đốc EVC, Chủ tịch Hội đồng Nghiệm thu Cơ sở Công trình Dự án Đường Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và ông Nguyễn Tiến Thành, cựu giám đốc ban quản lý dự án. Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có 107 cầu, tổng chiều dài 10.258m, trong đó thì có 4 cầu lớn vượt qua sông, 103 cầu trung và cầu nhỏ, có 151 hầm chui dân sinh, 168 cống hộp thoát nước và 281 cống tròn. Từ tháng 10 năm 2018,
phóng viên phát hiện trên cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi chi chít ổ gà, và sau đó thì các chuyên gia vào cuộc nhận định cao tốc này có vấn đề về chất lượng. Từ hồ sơ thu thập được mà phóng viên đã đăng hàng loạt bài điều tra, trong đó chỉ ra những khuất tất trong quá trình triển khai dự án, lựa chọn nhà thầu, sử dụng vật liệu, thi công cầu thả. Tại diễn đàn của Quốc hội năm 2018, nhiều đại biểu đã kiến nghị với thanh tra toàn diện đối với dự án này. Ngày 16 tháng 10 năm 2018, ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Giao thông Vận tải ký quyết định thanh tra đột xuất việc quản lý, thực hiện, khai thác dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Tháng 11 năm 2019, Bộ Công an vào cuộc điều tra, khởi tố, bắt giam nhiều bị can có liên quan. Thưa quý vị và các bạn, động thái của việc Hoa Kỳ trừng phạt các công ty cá nhân Trung Quốc liên quan đến việc xây dựng đảo nhân tạo phi pháp ở Biển Đông. Hơn một tháng sau khi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra tuyên bố hôm 13 tháng 7 coi các yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đông là phi pháp và sẽ có những biện pháp trừng phạt thích đáng đối với các doanh nghiệp liên hệ đến các hành vi nạo vét bồi đắp phi pháp các thực thể trên Biển Đông. Ngày 26 tháng 8 vừa qua, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chính thức thông báo cấp visa vào Mỹ cho những quan chức Trung Quốc trực tiếp phụ trách hay tham gia vào việc bồi đắp đảo nhân tạo, xây dựng các căn cứ quân sự của Trung Quốc tại Biển Đông. Cùng ngày, thì Bộ Thương mại Hoa Kỳ loan tải trên trang nhà của Bộ danh sách 24 doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc bị đưa vào danh sách đen chịu những giám sát và trừng phạt của chính phủ Hoa Kỳ. Trong 24 doanh nghiệp này, đáng chú ý nhất là hai tập đoàn nhà nước lớn nhất với những công ty con mà Hoa Kỳ gọi là những công cụ trong chiến thuật săn mồi của Trung Quốc trên Biển Đông. Đầu tiên là 5 công ty con nằm trong tập đoàn xây dựng giao thông Trung Quốc China Communication Construction Company CCCC, gồm có công ty nạo vét CCC, công ty đường thủy Thiên Tân CCC, công ty đường thủy Thượng Hải CCC, công ty đường thủy Quảng Châu CCC và công ty thiết kế hàng hải số 2 CCC. Tập đoàn CCC phụ trách việc nạo vét, bồi đắp và xây dựng các căn cứ quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông và cũng là một tập đoàn xây dựng được Bắc Kinh giao thực hiện những dự án xây dựng lớn trong chiến lược vành đai con đường tại các nước Đông Nam Á, Nam Á và Phi Châu. Kế đến là 4 công ty con của tập đoàn công nghệ điện tử Trung Quốc China Electronics và Technology Group Corporation CETC, gồm có Viện Nghiên cứu CETC 7, Công ty Công nghệ Hồng Vũ Quảng Châu, Công ty Công nghệ Truyền thông Đồng Quan Quảng Châu, Viện Nghiên cứu CETC 30. Khác với tập đoàn của CETC, tập đoàn CETC lo việc thiết bị hệ thống liên lạc và kiểm soát không lưu, và mục tiêu cuối cùng là thiết lập vùng nhận diện phòng không ADIZ trên Biển Đông. Kế đến là các cơ quan doanh nghiệp nhà nước, công ty viễn thông Hoàn Giai Bắc Kinh, công ty thông tin dữ liệu Quốc Quang Thường Châu, Viện Nghiên cứu 722, tập đoàn đóng tàu Trung Quốc, công ty phát triển công nghệ Sùng Tín Ba Gia, công ty thiết bị truyền thông Quảng Hữu Quảng Châu, tập đoàn truyền thông Hai Quảng Châu, công ty phát triển Trường Hải Quế Lâm, công ty truyền thông Quảng Hưng Hồ Bắc, công ty điện tử Trường Lĩnh Thiểm Tây, công ty kỹ thuật Cáp Hải Dương Thượng Hải, công ty công nghệ điện tử Thái Lợi Tín, công ty thiết bị phát thanh Tân Thiên Tân, công ty công nghệ điện tử hàng không Thiên Tân 764, công ty công nghệ điều hướng và truyền thông Thiên Tân 764, công ty truyền thông Maurice Vũ Hán. Danh sách 24 doanh nghiệp nói trên đã bị Bộ Thương mại Hoa Kỳ đưa vào danh sách trừng phạt chung với công ty Huawei và những công ty công nghệ cao khác liên hệ đến các vấn đề an ninh và vi phạm nhân quyền tại Tân Cương. Nếu cộng chung tất cả thì hiện nay có khoảng 100 doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc đang bị Hoa Kỳ trừng phạt. Những công ty này không chỉ bị cấm giao thương với Hoa Kỳ mà còn bị cấm tiếp cận những công nghệ và những sản phẩm có liên quan đến Hoa Kỳ. Song song, 12 lãnh đạo của các công ty cùng với gia đình của họ sẽ không được cấp visa đến Hoa Kỳ. Trong cuộc họp báo ngày 27 tháng 8, Triệu Lập Kiên, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đã chống chế rằng những hoạt động xây dựng của Trung Quốc trên biển là nằm trong phạm vi chủ quyền và không liên quan đến quân sự hóa.
Hoa Kỳ không có lý do gì để áp đặt những biện pháp chế tài khi những doanh nghiệp của Trung Quốc tham gia vào công trình xây dựng trong nội địa SIC. Rõ ràng là phản ứng của Bắc Kinh là khá yếu ớt, nếu không nói là chiếu lệ, vì khác với những phản ứng đối với những đòn trừng phạt của Hoa Kỳ qua vụ đàn áp người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương hay vụ áp đặt luật an ninh quốc gia ở Hồng Kông, Trung Quốc thấy rằng các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ trên Biển Đông sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chiến lược vành đai con đường của Trung Quốc. Thứ nhất, việc Hoa Kỳ chính thức trừng phạt Tập đoàn Xây dựng Giao thông Trung Quốc CCC sẽ không chỉ giới hạn trong phạm vụ nạo vét, bồi đắp và xây dựng các căn cứ quân sự ở Biển Đông, mà sẽ dừng bước cô lập Tập đoàn CCC do có hoạt động liên quan đến tham nhũng, hỗ trợ tài chính mang tính săn mồi và hủy hoại môi trường qua các dự án lớn tại Sri Lanka, Malaysia, Kenya, Tanzania, Philippines, Bangladesh và nhiều quốc gia khác. Ông David Thewell, trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ, đã mô tả hoạt động của tập đoàn CCC đóng vai trò như công ty Đông Ấn của Anh trong những thế kỷ trước, có quyền lực rất lớn và kiểm soát hạ tầng cơ sở tại các thuộc địa và có cả lực lượng bảo vệ riêng. Thứ hai là việc Hoa Kỳ chưa đưa tập đoàn dầu khí hải dương Trung Quốc China National Offshore Oil Corporation NCOOC vào trong danh sách trừng phạt lần này, cho thấy đây chỉ là đợt trừng phạt đầu tiên mà Hoa Kỳ muốn nhắm vào các đảo nhân tạo. Đợt kế tiếp, Hoa Kỳ sẽ nhắm đến những công ty dầu khí và khảo sát hải dương của Trung Quốc đã có những hoạt động quấy phá, bắt nạt và hoạt động tìm dầu khí của các nước trên Biển Đông. Tập đoàn CNOOC sở hữu giàn khoan HD981 đã từng xâm phạm thềm lục địa của Việt Nam vào tháng 5 năm 2014, hay tàu địa trước chất Hải Dương 8 thuộc quyền quản lý và sử dụng của chính quyền Trung Quốc đã đi vào vùng biển gần khu vực bãi tư chính của Việt Nam vào tháng 7 năm 2019. Thứ ba, hai quốc gia hưởng những lợi ích trực tiếp từ biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ lần này là Việt Nam và Philippines, vì Trung Quốc sẽ phải tự giới hạn các hành động nạo vét bồi đắp các đảo nhân tạo nhằm tránh những leo thang trừng phạt của Hoa Kỳ. Đồng thời, đây là lúc mà Việt Nam có thể xúc tiến trở lại những dự án khai thác dầu khí bị hủy bỏ giữa chừng do những bắt nạt của Bắc Kinh từ năm 2017 đến nay. Trong thông báo phổ biến vào ngày 26 tháng 8 vừa qua, thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã cam kết là sẽ tiếp tục hành động cho tới khi Trung Quốc chấm dứt các hành vi cưỡng ép trên Biển Đông, hướng tới lợi ích chung và cư xử một cách thân thiện, tôn trọng các nước láng giềng. Nói tóm lại thì biện pháp trừng phạt 24 doanh nghiệp của Trung Quốc hôm 26 tháng 8 vừa qua có thể coi đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ có những hành động cụ thể đối với các hành vi vi phạm luật pháp của Trung Quốc, ngoài những hoạt động mang hình thức răn đe qua các cuộc tập trận hay tuần tra trên Biển Đông. Những nỗ lực của Hoa Kỳ ngoài nhu cầu bảo vệ tự do hàng hải ở Biển Đông đã gián tiếp cho thấy là nước Mỹ đã và đang đứng về phía các nước khối ASEAN, đặc biệt là Việt Nam, Philippines, để chống lại các hành vi bá quyền phương Bắc. Đây là cơ hội để cho Việt Nam thoát khỏi cái bóng của Bắc Triều, mở rộng tầm nhìn với thế giới phương Tây, đưa Việt Nam tiến vào quỹ đạo tự do, dân chủ và phú cường. Thưa quý vị và các bạn, ngoài biển, nhà cầm quyền Việt Nam bán cát cho Trung Cộng tồn tạo các đảo nhân tạo để chúng đặt căn cứ quân sự, chúng chĩa họa tiễn vào nước ta. Và nhiều năm qua thì Trung Quốc liên tục tôn tạo bãi cạn, đá chìm, đảo nhân tạo rồi xây dựng các căn cứ trên đó. Người ta hỏi cát đâu để Trung Cộng có đủ mà săn lấp các đảo nhân tạo mà chúng cướp được của Việt Nam. Thì các xà lan hút cát trong bờ biển của nước ta hoặc các sông ngòi được nhà cầm quyền bán cho một công ty của Singapore. Thực chất đó là công ty trung gian của tàu cộng, rồi chúng chở thẳng ra đảo săn lấp để chúng cướp bắn ngư dân ta, để chúng xâm lược nước ta. Trong bờ thì Bộ Quốc phòng cũng hoảng hốt mà than rằng hàng trăm doanh nghiệp Trung Quốc đang sở hữu 162.000 hecta đất, trong đó đất đắc địa ven biển là 6.300 hecta. Trung Quốc lập các khu phố người tàu tràn lan trên đất nước, đưa người ra vào tự do bao năm qua mà không có một cơ quan liên quan nào để ý, không một tổ chức nào giám sát. Nhưng riêng người Việt Nam mà ai lên mạng phản biện là sẽ bị lên đồn ngay.
Trong bờ thì bao công trình Trung Cộng đang xây dựng trái phép, nhất là mấy khu du lịch Trung Quốc xây dựng. Công trình Vạn Lý Trường Thành giờ đang tính xây lăng Tần Thủy Hoàng mà không ai can thiệp. Trong khi đó thì người dân thì bị nhà cầm quyền o ép phải chạy đi làm thuê, làm mướn ở các quốc gia khác. Nhà cầm quyền cướp đất của dân, bỏ tù họ để giao đất cho Trung Cộng. Cuối cùng, đến giờ tôi mới biết bao nhiêu năm qua tôi đóng thuế để nuôi một bộ máy cầm quyền ở Việt Nam. Đổi lại họ phục vụ duy nhất cho một chủ nhân, đó là Trung Cộng. Phục vụ cho nó quay về xâm lược Việt Nam, nếu không gọi bọn cầm quyền Việt Nam là những kẻ rước voi dây ma tổ thì gọi bằng gì đây? Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.